Những chậu hoa giấy có đến 5 màu đỏ, tím, vàng, hồng, trắng trên một cây. Người đã sáng tạo nên những chậu hoa giấy độc lạ trên chính là anh Nguyễn Văn Truyền, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Anh Tuyền cho biết, nhiều năm về trước, nắm bắt nhu cầu khách hàng ưa chuộng những loại cây độc lạ nên anh đã dày công mày mò, áp dụng nhiều kỹ thuật ghép khác nhau để cho ra đời một cây hoa giấy có từ 5 sắc màu đặc biệt như trên tôi ghép cây ngũ sắc cho nó xôm tụ cho nó đẹp hơn trên một cây vào chỗ năm sáu màu bông cho nó lung linh nó đẹp hơn là cây một màu năm nay tôi làm khoảng 500 chậu mà cái giá thị trường khoảng từ 100 cho tới 2 triệu Tết năm rồi, anh vận chuyển ra bến Ninh Kiều 50 chậu hoa giấy, rồi chào hàng bán thử. Không ngờ khách đến mua rất đông, khiến anh không đủ hàng bán nên năm nay anh tăng số lượng lên, Tết này anh sản xuất khoảng 500 chậu hoa giấy, mỗi chậu hoa giấy của anh có tuổi đời từ 5 đến 30 năm, đủ hình dáng kích cỡ với giá dao động từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng.